Cận cảnh vụ tai nạn may mắn toàn diện khiến ai chứng kiến cũng hú vía. Hôm nay trên các diễn đàn mạng xã hội về giao thông truyền tay nhau vụ việc như sau. Để tránh xe container rẽ trái và những phương tiện khác, xe container màu đỏ đã lao vào khu vực đặt cây cảnh của nhà dân, khiến ai xem clip cũng phải nín thở. Thôi nói gì nói, chúng ta cùng nhau xem chi tiết vụ việc cùng Sài Gòn TV, rồi hẳn bình luận bên dưới video nhé! Cụ thể mới đây, cư dân mạng đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại tình huống giao thông khiến nhiều người thót tim khi theo dõi. Theo đó, một xe container đang di chuyển trên đường thì bất ngờ cho xe rẽ trái. Cùng lúc ở chiều ngược lại, một container màu đỏ khác cũng đi tới với tốc độ khá nhanh. Để tránh xe container rẽ trái và những phương tiện khác, xe container màu đỏ đã lao vào khu vực đặt cây cảnh của nhà dân. Nhờ vậy, cả tài xế lẫn xe container màu đỏ đã an toàn. Bên cạnh đó, cũng nhờ cú đánh lái này mà một ô tô tải nhỏ, một người đàn ông đi xe máy và một người phụ nữ đi xe đạp cũng thoát được một vụ tai nạn giao thông. Sau pha tai nạn này, chắc tài xế đền cho vườn cây cảnh cũng còng lưng vì đa số cây nhà vườn này là cây lớn lớn lâu năm. Cư dân mạng sau khi xem đoạn clip này đã cũng được fan thót tim sợ hãi. Sau khi chứng kiến tất cả các phương tiện đều giữ được an toàn, dân tình đã để lại những bình luận như sau. Không biết là may hay rủi nữa, đúng kiểu trong cái rủi có cái may. Tất cả có mặt ở đó đều an toàn, đều phải ăn mừng đi nhé. Thôi thì còn người là còn của, may mắn không ai làm sao cả. Đường hẹp xe đông, mọi người ra đường cần chú ý nhé. Trường hợp này là may mắn toàn diện, xin chúc mừng. Còn bạn thấy sao về pha tai nạn hy hữu nhưng đầy may mắn này? Bình luận cho chúng tôi biết với nhé. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức giao thông đáng chú ý trong cuộc sống. Thank you.